bếp đến từ thương hiệu Zinai. Dòng bếp mặt men phía trên màu ghi sáng, phía dưới của nó cũng là màu ghi luôn. Có các tính năng, có phím 3S, có cài đặt nhiệt độ chiên rán từ 160 lên đến 200, có chế độ tự động nấu nước, tự động nấu cơm, tự động nấu cháo, phím đề là công tắc bật bếp, lò nướng 2 tầng nữa. Một chiếc bếp rất là đẹp đến từ thương hiệu Zinai ạ. Quý anh chị đang xem bếp trên kênh YouTube Shop Hiếu Nhật Bãi. Mọi người xem bếp thấy bếp đẹp thì ủng hộ em một đăng ký kênh, ủng hộ em một lượt thích. Video này thì em đang chia sẻ đến quý anh chị chiếc bếp Zinai mặt men đa tính năng, có nhiều tính năng thông minh để hỗ trợ nấu nướng. Trong quá trình em chia sẻ video có nhiều điều thiếu sót thì mong quý anh chị thông cảm, ủng hộ em thật là nhiều để em có thêm động lực chia sẻ đến rất nhiều những cái chiếc bếp đang có sẵn ở tại kho nhà em, để các bác có thêm cái nhiều cái sự lựa chọn và cái sự hiểu biết về cái chiếc bếp Nhật này ạ. Bếp Nhật thì sở hữu các cái tính năng an toàn, mọi trường hợp tắt lửa thì đều sẽ khóa ga, bao gồm nước trào, nước cạn, gió thổi, kho cá kho thịt, luộc ngô luộc khoai, nhưng không có tại vị trí bếp cạn nước cạn nồi, bếp cũng sẽ tự động tắt lửa xong thì sẽ khóa ga luôn. Để minh chứng cho những cái điều em vừa nói thì ngay bây giờ em sẽ cùng với quý anh chị trải nghiệm một chiếc bếp ga nội địa Nhật dòng bếp Zinai mặt men đa tính năng thì có những cái ưu điểm như thế nào ạ. Đầu tiên, bếp của em chia sẻ hôm nay là một dòng bếp mặt men. Mặt men thì dễ vệ sinh này, dễ lau chùi, không có bị oxy hóa, cũng không có bị hoen dỉ theo thời gian. Cái độ bền của chiếc mặt men này thì nó sẽ bằng cái tuổi thọ của bếp luôn các bác nhá. Dễ vệ sinh này, dễ lau chùi. Trong quá trình mình sử dụng dầu ăn, nước mắm, mì chính, cái gia vị ở trên món ăn của cái quá trình nấu nướng nó bị bẩn trên mặt bếp, chỉ cần dùng cái khăn, cái rẽ lau qua đi thì bếp sẽ sạch nhanh chóng mà không có để lại cái vết loang lỗ đâu nha. Thành vách chiếc này cũng rất là đẹp, không có bị bóp méo, cũng không có bị hoen gì ở đâu. Em đang quay cận cảnh thành vách hai bên cho các bác xem nhé. Không có bị bóp méo, cũng không có bị hoen gì, cũng không có bị cấn móp. Bo trên lưỡi chiếc này thì sẽ là bằng hợp kim nhôm nguyên khối này, đang còn vuông thành đứng cạnh nhá. Đây, còn không có chung gãy một cái chiếc răng cưa nào, hình thức còn rất là đẹp luôn. Phía trên thì sẽ có tấm chắn thép để chắn dầu mỡ phía trên. Kim đánh lửa màu trắng này, thủy ngân chống trào màu đen này, nước trào ra vào cái họng bếp và cái cảm biến thủy ngân này thì bếp sẽ tự động tắt lửa xong thì sẽ khóa ga luôn. Do là bếp sử dụng IC để đánh lửa nên là sẽ cần một đôi pin đại làm nguồn. Khay chứa pin thì nằm ở bên góc trái nhá. Mua hàng thì nhà em sẽ kèm cho các bác một đôi pin mới. Mình có pin để mình test bếp lúc nhận hàng và sử dụng trong thời gian đầu. Còn hết pin thì mình mua càng tạp hóa cửa hàng điện dân dụng giúp em, chỉ 15 đến 30 nghìn tùy vào chất lượng pin và sẽ sử dụng được lâu hay không là do nhà mình dùng nhiều hay ít ạ. Cái tim cảm biến nhô lên như thế này sẽ chạm đáy nồi này. Khi mà các bác đặt nồi lên thì cái tim cảm biến ấy nó sẽ chạm đáy nồi, nó đo được nhiệt độ nồi lên đến 200 độ thì sẽ tự động nhỏ lửa và 250 độ thì sẽ tắt lửa khóa ga. Kiềng bằng hợp kim thép chắc chắn chịu được trọng lượng lên đến 30 cân. Và phần phía trên này là cái phần thoát hơi nhiệt của lò nướng ở phía dưới. Một chiếc lò nướng ở dưới, hai tầng lửa lò nướng luôn. Hai tầng lửa lò nướng nhá. Khay nướng rộng rãi này, nội thất lò nướng rất là đẹp luôn các bác nha. Đây các bác quan sát giúp em, đây là nội thất của cái chiếc bếp lò nướng hai tầng lửa này. Lửa từ bên trên hất xuống và hai bên hông hất sang, thì chút nữa em sẽ bật lửa chiếc này để các bác cùng quan sát khay nướng, vị nướng bằng inox nha. Chiếc bếp này thì sử dụng công tắc phím đề là công tắc bật bếp. Điều chỉnh cần gạt to nhỏ để điều chỉnh lửa ở đây. Rất là đẹp luôn. Lửa của bếp Nhật thì rất là xanh này, lửa xanh thì tiết kiệm ga, lửa xanh thì không lo đen đít nồi. Một năm nhà chúng ta sử dụng 5 bình ga thì bếp Nhật chỉ sử dụng hết 3 bình rưỡi, 4 bình ga thôi nha. Ngoài các cái tính năng an toàn em vừa chia sẻ thì em cũng đã giới thiệu chiếc bếp này còn có các tính năng khác, có cài đặt được nhiệt độ chiên rán từ 160, 180 lên đến 200 này. Mình chiên rào, chiên sán này, hoặc là có thể sử dụng cái phím 3 giây, thì mình nhấn vào đây 3 giây thì lửa sẽ cháy liên tục và không ngắt trong quá trình mình sử dụng. Ví dụ như một số trường hợp mình rang lạc, rang đồ khô mà bị lửa tắt vì quá nhiệt thì mình có thể dùng cái phím 3S này nếu như mà không muốn bếp tắt nhá, để tắt cái chế độ cảm biến chống cháy đi. Còn bếp bên này thì sẽ có chế độ tự động nấu cơm, tự động nấu cháo, tự động nấu nước, rất là tiện lợi luôn. Mình muốn sử dụng cái nào thì mình nhấn vào cái đấy, chấm sáng lên hoạt động ở đâu thì là bếp nó sẽ ở chế độ như thế ạ. Đó, rất là đẹp luôn nha. Phím đề là công tắc bật bếp này. Phím đề thì nó đánh lửa rất là nhanh và đặc biệt là có khóa che ở dưới này. Ưu điểm của dòng phím đề là có khóa che ở dưới ạ. Không dùng thì gạt sang thì sẽ không nhấn được. Nó tiện lợi trong trường hợp nhà mà có trẻ nhỏ, không muốn các bạn đi đụng vào bếp làm bỏng tay này hoặc là làm hư hại bếp. Thì ngay bây giờ em sẽ làm một cái thí nghiệm khác để các bác trải nghiệm được cái tính năng an toàn của bếp Nhật. Em sử dụng một cái nồi nhôm và không có nước ở bên trong nhé. Đây, cực bỏng luôn. Để test nhanh cho mọi người thấy, test cảm biến chống cháy của bếp hoạt động có tốt hay không.
Đây. Hai cái nồi nhôm và không có nước ở bên trong các bác nhá. Bếp đạt đến 200 độ thì sẽ tự động nhỏ lửa, 250 độ thì sẽ tắt lửa khóa ga. Mình cùng chờ em nán lại cùng với video này của em thêm vài phút nữa thôi để xem chức năng này hoạt động có thực sự là giống như lời em nói hay không. Đây, lò nướng 2 tầng lửa. Đó, lò nướng 2 tầng lửa cực kỳ đẹp luôn nhá. 2 tầng lửa lò nướng thì chúng ta sẽ không cần phải lật lên lật xuống, lật trái lật phải làm gì. Mình để thêm mình nướng thôi, mình căn ke thời gian là được. Rất là đẹp luôn các bác nha. Đó. Bếp đạt đến 200 độ thì đã tự động nhỏ lửa rồi nha. Kích thước bếp là 60 chiều rộng, 40 chiều rộng ạ, 60 chiều dài, cao thêm 20 phân thì mình xem kích thước bếp này có vừa với không gian bếp nhà mình hay không nha. Bếp bên trái của em thì đã tắt lửa rồi ạ. Bếp bên trái đã tắt lửa các bác nhá. Bếp bên phải cũng đã tắt lửa. Khi tắt lửa thì mình có thể nghe cái tiếng tít tít đúng không ạ? Mình nghe thấy cái tiếng tít tít thông báo bếp đã tắt lửa. Tắt lửa xong thì sẽ khóa ga luôn các bác nhé. Bếp đã không còn ra ga nữa rồi. Đấy, tắt lửa xong thì bếp sẽ tự động khóa ga trong khi công tắc bếp còn hoạt động. Nhưng mà bếp tắt lửa thì đã khóa ga rồi. Em tiếp tục chia sẻ đến một cái các bác một cái thí nghiệm khác là tính năng làm mất ngọn lửa khi mà gió thổi thì nó có khóa ga hay không. Thì em vừa thổi tắt cái ngọn lửa đi rồi. Đối với tính năng này thì 5 đến 7 giây sau thì bếp sẽ khóa ga. Khi khóa ga thì sẽ nghe thấy cái tiếng hồi chuông tít tít thì mình có thể biết được là bếp đã khóa ga hay chưa nhá. Các bác cùng chờ em thêm vài giây thôi ạ. Đó, mình nghe cái tiếng tít tít là biết bếp đã khóa ga này. Cực kỳ an toàn luôn các bác nhá. Cực kỳ hữu ích luôn. Chiếc bếp Zinai mặt men đa tính năng cực kỳ xuất sắc luôn, các tính năng hoạt động hoàn hảo nhá. Bếp nhà em dọn cực kỳ là kỹ, vệ sinh rất là chuẩn và đã bắn lưới chống chuột ở phần phía đáy rồi. Đây, bắn lưới chống chuột ở phần phía dưới rồi các bác nhá. Đấy, không lo con gì nó chui rúc nó làm tổ bên trong, không lo chuột nó cắn dây đâu nhá. Thì em xin phép được báo giá chiếc bếp này, Zinai mặt men đa tính năng, một dòng bếp cực kỳ xuất sắc, hàng độ mới còn cao các bác nhá. Độ mới chiếc này phải đến 85 đến 90%. Em bán chiếc này với giá là 3 triệu đồng, bao ship, bảo hành bếp 1 năm và hỗ trợ kỹ thuật chọn đời bếp luôn. Bác nào mà ưng mẫu này thì các bác liên hệ với em 0982 035 091 là số điện thoại của em ạ. Kho hàng nhà em thì tại Triệu Sơn, Thanh Hóa nhá. Hàng em thì sẵn rất là nhiều bếp tại kho. Đấy, bác nào mà không ưng những cái mẫu giống như em vừa chia sẻ thì có thể gọi điện cho em. Em sẽ có cơ hội tư vấn cho các bác những cái chiếc bếp mà có ở trong kho khác nhà em. Đây, có những chiếc bếp khác có ở trong kho ạ, cực kỳ nhiều hàng luôn. Nhà không có gì ngoài bếp, sẵn rất là nhiều bếp tại kho. Nên làm bác nào mà có nhu cầu thì có thể đến nhà em xem hàng, xem bếp trực tiếp. Còn ai ở xa thì em ship hàng miễn phí toàn quốc, có cọc nhận đi đơn ạ. Cọc giúp em vài trăm làm cái niềm tin mua hàng và cái chi phí vận chuyển thôi. Ở chỗ còn lại thì mình test bếp ok thì mình thanh toán cho shipper là được ạ. Đấy, đây là kho hàng nhà em các bác nhá. Nhà không có gì ngoài bếp, sẵn rất là nhiều bếp luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã luôn đón xem và đồng hành cùng em ạ. Cảm ơn quý anh chị ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.